Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình hợp ngữ một chương trình đơn giản nhất. Chương trình EMU8086. Các bạn có thể tìm phần mềm này trên Google bằng cách gõ tên như phần mềm trên màn hình. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu bài đơn giản nhất là bài đưa ra màn hình lời chào. Lời chào, ví dụ xin chào chẳng hạn. Đầu tiên thủ tục khai báo. Bài nào cũng có cả. Model.model.small.stack.1.data. Thì đây chúng ta sẽ lời chào. Dạng DB, dạng nó sẽ là DB. Nội dung này sẽ để trong dấu nháy đơn. Xin chào các bạn chẳng hạn. Nếu là quấy lời chào là phải có một cái dấu, gọi là dấu số đô la ấy. Hoặc tên. Rồi sau đó đến phần code. Bây giờ chương trình sẽ có thủ tục này, thủ tục giả hạn và một data này, bài nào cũng có để hết cái thủ tục này, để gửi dữ liệu vào thanh AX. Còn cái thủ tục này để kích hoạt thanh đĩa này. Kích hoạt thanh kỳ đĩa. Hai cái câu lệnh này hầu như bài nào cũng phải có. Bắt đầu chương trình sau main block bài nào cũng có hai câu lệnh này để kích hoạt thanh kỳ đĩa. Rồi bây giờ bắt đầu chương trình này. Ta sẽ cần đưa ra lời chào như này. Để in lời chào, ta sẽ cần lệnh, gọi lệnh, lệnh 09H của các thái mốt. Tức là gọi này với nào? Move AH 09H hoặc là ghi là 9H được hoặc là 9 được. Đây là số hexa. Thập phân và hexa thì từ 0 đến 9 là như nhau. Cho nên thậm chí ghi là 9 là không cần H được. Nhưng thôi cứ để lại. Chúng ta đã gọi xong lệnh để đưa ra màn hình, nhưng mà cái này trả lại cái dữ liệu này này, cái dữ liệu đây, cái dữ liệu này phải đưa vào thanh dx, phải có địa chỉ trong thanh dx thì cái lệnh 9h này nó mới dùng được. Và chúng ta sẽ đưa địa chỉ này, đưa địa chỉ dữ liệu trên vào thanh dx bằng cách dx phải lời chào, tức là cái trên này đưa này vào thanh dx, sau đó chúng ta sẽ dùng ngắt thái mốt vì đấy lời chào thì nó lại thế nào. Đã xong phần gửi lời chào ra màn hình rồi, chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Đây là chương trình rất dễ, cái con này dễ nhất nhưng nó giúp ta hiểu được các trình tự cơ bản của chương trình hợp ngữ. Các chương trình như sau: int move trước 4 ah này 4 ch. Đây là cái câu lệnh, câu lệnh này để gọi chương trình để kết thúc chương trình. 4 ch lệnh này là của ngắt 21, cho nên chúng ta sẽ có lệnh int 21. Hai dòng cuối là main mp hay main. Hai câu lệnh cuối cùng là để kết thúc chương trình, thậm chí cả bốn câu lệnh cuối cùng này thì chương trình nào cũng có cả. Cái này chương trình nào cũng có thể có
có thể dùng cái này và dùng một cái lệnh khác, start 2 chấm nữa. Hai cái này chương trình nào có, bốn cái này cuối chương trình nào có được cái chương trình, và chương trình ta đã xong, chúng ta thì chạy nó xem nào, run nó. NASA 8X key này, copy này vào kết phần trình. Đấy, nên mà NASA 8X kết key vào là xong rồi. Ok, chạy đi. Xin chào các bạn, đã xong. Chúng ta vừa viết một chương trình đơn giản nhất của học ngữ, qua đó giúp chúng ta hiểu được cấu trúc một chương trình đơn giản là như nào và ý nghĩa của một số câu lệnh đơn giản. Từ đó giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn ở những bài tiếp theo.